Rồi, dạ Ngô Nguyễn xin phép chào đến tất cả các bạn cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Ngô Nguyễn của em nha. Hiện tại thì Ngô Nguyễn có mặt tại một cái cửa hàng xe gắn máy cũ của anh chị. Thì lần này hình như cũng là lần thứ ba em quay clip đến gửi đến cho tất cả các bạn cô chú anh chị rồi. Thì giờ em giới thiệu đến mọi người là về cửa hàng xe máy Hậu Hưng nha. Đây thì nhờ camera quay giúp anh cái địa chỉ nằm trên quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thì cái địa chỉ này mình nghĩ chắc là rất là dễ tìm kiếm anh chị, tại vì nếu từ cái hướng này là hướng từ Dầu Tiếng mình xuống nè, đó mình chạy thẳng luôn qua tới vừa qua cổng khu công nghiệp Mỹ Phước 1 anh chị, vừa qua bánh đâu có 300-400 mét vậy đó, ngay cái khúc đường cong nè, là cửa hàng nằm ngay khúc đường cong luôn, còn không phải là những khúc đường thẳng nha, đây là cái khúc đường cong luôn đây đó, các bạn nhìn ở phía trước là thấy cong cái đường liền không. Thì cái hướng này cái hướng đi thẳng luôn, mình sẽ về cổng khu công nghiệp Mỹ Phước 2 và Mỹ Phước 3, là mình đi thẳng luôn thì mình sẽ về hướng của Thủ Dầu Một nè, rồi hướng của Thuận An rồi thì hướng đó các bạn. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người mình vào trong gặp chị chủ cửa hàng luôn ha, để cùng nhau mà báo những giá những cái con xe cho các bạn anh chị nha. Đây vào trong em. Rồi em chào chị chủ nha. Chào em. Dạ rồi chào chị. Thì hôm nay trở lại cửa hàng để mà cập nhật giá xe. Thì đầu tiên cũng nhờ chị chia sẻ về cái địa chỉ với cái số điện thoại cho người mình biết đi rồi mình quay giá xe chị ha. Rồi, chào cả nhà nha, chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ nha. Thì cửa hàng của em nằm trên đường quốc lộ 13 thuộc khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thì từ cổng Mỹ Phước 1 chạy về hướng Bình Dương nằm bên tay phải tầm khoảng 500 mét nhá. Nó nằm giữa cổng Mỹ Phước 1 và Mỹ Phước 2 á. Cửa hàng thì em thấy có rất là nhiều dòng xe nha, chẳng hạn như là dòng Venfa, Sirius và có cả Asalo. Ở bên trong thì mình thấy có những dòng tay côn như là Winner, E150, E135 đây mình có không chị? Dạ có. Có luôn, nó nằm ở bên dưới ha. E135 rồi cũng có nữa, thì anh em mình cứ theo dõi video. Tí xíu em sẽ quay chi tiết cho các bạn anh chị theo dõi nha. Giờ mình chắc bắt đầu từ cái hàng đầu luôn hả chị? Dạ đúng rồi. Đây, mình lên phía đầu luôn ha. Kéo xe gì chú ơi? Đây, mình xem từ cái con Sirius màu vàng đen này ha. Con Sirius màu vàng đen này biển Đồng Tháp này đời mấy chị? Con này Sirius RC nha, 2013 nha. Dạ, 2013. Xe là đầu nồi máy móc bao rin thôi nha. Dạ. Xe này bên cửa hàng để giá cho mình là 11.500.000 nha. 11.500 anh chị ha. Thì nhìn chiếc xe các bạn thấy là sạch sẽ liên lạc rồi nha. Đó. Đẹp đẽ hen. Vấn đề mà nếu mà những cái xe như bên cửa hàng mình nếu mà khách có nhu cầu ra tên rút gốc á, mình hỗ trợ không chị? Dạ có. Bên cửa hàng sẽ rút gốc hỗ trợ cho 63 tỉnh thành luôn nha. Rồi. Và giờ đến Tết rồi, gần Tết rồi thì có thể là rút gốc mà không kịp đâu. Khách nào mà mua tiền mặt á thì cứ chạy đi rồi qua Tết là tới cửa hàng sẽ hỗ trợ rút gốc cho mình nha. Dạ. Đó. Thì các bạn mua mình chỉ có giấy tờ cờ bạc đầy đủ, giấy mua bán cửa hàng. Thì anh chị các bạn mình cứ lưu thông thoải mái chị ơi. Ba cái loại chính chủ này thật chất là nhiều các bạn anh chị sợ chứ thật chất là không có vấn đề gì cả. Từ khi nào mà mình có những cái lỗi nặng á, thì người ta mới xử phạt thôi. Nên yên tâm vấn đề này ha. Đúng rồi. Rồi. Còn bên đây kế bên là một con Venfa 110 á anh chị. Con này không biết đời mấy đây chị. Con này đời 2018 nha. Biển An Xe Giang nha. Cực kỳ đẹp luôn nha. Thôi, đầu nồi máy móc là zin nha. Nước sơn zin này. Xe này bên cửa hàng để cho mình 13.500.000 nha. 13.500. Với cái giá này không biết là mình có thể là bao ship về cho khách được không, hay là mình bao cái gì cho khách không vậy? Dạ thì tới cửa hàng thì cửa hàng sẽ bớt chút lọc, còn cái các tỉnh miền Tây á, thì cửa hàng sẽ hỗ trợ ship cho mình nha. Dạ. Và tới cửa hàng thì có nhiều phần quà cuối năm rồi, thì bên cửa hàng sẽ trao những phần quà cho quý khách hàng nha. Dạ. Như là phần quà Tết rồi lì xì nè, rồi thay nhớt cho khách nè, nón tặng nón bảo hiểm cho khách này. Dạ. Chẳng hạn như với cái giá 13.500 này, 500 ngàn này mà nếu mà anh chị các bạn nào khu vực tỉnh lân cận ở đây hoặc chủ yếu là những anh chị miền Tây á, nếu mà ta có mua thì mình có thể hỗ trợ ship được không? Mình miễn phí ship được không hay là phải tốt hơn? Dạ, sẽ miễn phí ship cho các bạn tỉnh miền Tây nha. Dạ, đó các bạn anh chị miền Tây. Còn nếu mà mình lên trực tiếp tại cửa hàng thì mình sẽ còn bớt chút tiền phơi pháo xăng cộ mình đi ha. Yên tâm vấn đề đó nha anh chị ơi. Thì mấy con này đời cao nên chắc là em cũng không hỏi về phần máy móc chi nữa. Máy móc thì bao zin rồi nha. Dạ. Xe này thì quay con nào rất đầu, rất máy thì bên cửa hàng sẽ nói cho mình nha. Còn con nào không nói thì mình bao zin nha. Rồi, kế bên mình qua một con quay 110 luôn anh chị. Quay 110 biển số của Bến Tre 71 nha. Thì con này cũng đời 2018 luôn á. Bên cửa hàng để cho mình giá 13 triệu nha. Dạ, con này thì giá là 13 triệu ha, 54395. Máy móc mình cũng zin luôn, giá thì 13 triệu.
nó vẫn giống như con kia thôi anh chị ha, mà con này nó rẻ hơn con kia là 500 ngàn. Mình vẫn bao ship cho khách luôn chị ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi kế bên là một cái chiếc Sirius FI anh chị, con này là màu xám xám bạc rất là đẹp luôn. Này, con này biển số Thanh Hóa 33424. Này thì dàn chân cực kỳ đẹp luôn nha, bánh mâm nữa. Dạ. Thì con này bên cửa hàng để cho mình 11.500.000 đây. Dạ. Con này hai đời 2018 luôn nha. Dạ. Con này tận là đời 2018 phiên bản kỷ niệm anh chị, mà giá chỉ có 11.500.000 thôi. Giá so với mình tham khảo giá thì mình thấy rất là ổn luôn. Còn nếu mà bên mình, nếu mà các bạn có nhu cầu mua trả góp á, mình có hỗ trợ không chị? Dạ có nhá. Dạ. Hỗ trợ trả góp luôn. Và nhưng mà phải tới cửa hàng làm hồ sơ nhé, không có góp online được. Dạ rồi. Trả góp thì mình cần những cái thủ tục giấy tờ như thế nào chị ha? Chỉ cần chứng minh thư là đã góp được rồi nhá. Dạ. Đó, thì bây giờ trả góp rất là dễ anh chị, chỉ cần giấy chứng minh thôi là mình có thể trả góp được rồi. Đó, thì anh chị nào có nhu cầu cứ gọi về cho cửa hàng để cửa hàng tư vấn mình cho nó kỹ hơn anh chị các bạn ha. Rồi máy móc này mình cũng rin luôn hả ta? Bao rin em ơi. Dạ rồi, bao rin luôn nên anh chị yên tâm ha. Đó là đời 2018 phiên bản kỷ niệm. Thì cái đời phiên bản kỷ niệm chắc các bạn cũng biết rồi, rất là đẹp luôn. Bên đây thì một cái chiếc côn tay dành cho những anh em nào mà đam mê côn tay mà tài chính nó hạn hẹp tí á, thì cứ lấy mấy con này nó bền. Bền mà ngon nha. Con sơn 3D luôn á, sơn 3D luôn nha. Yeah. Thì con này là đời 2016 luôn á. Bên cửa hàng để cho mình giá 10.500.000 nha. Máy móc đầu nồi bao riêng 100% nha. Đời 2016 giá là 10.500.000. Bản số thì 83C1 64969 biển số Sóc Trăng. Con này em nổ máy cái cho anh chị mình nghe thử coi làm sao nha. Con này có phát sẵn hả ta? Lên rồi nè, để đâu nó hơi khó nổ tí. Máy của dòng Acero nếu mà đúng các bạn nó im còn hơn máy Wifi nữa. Mà thật sự là con này là rất im. Máy Acero là nó im lắm luôn anh chị các bạn ơi. Nó im mà xe nó mạnh nha. Dòng Suzuki này là chạy là phải là cực kỳ bền luôn á. Dạ. Thì con Acero này mình có sơn 3D, mình để giá sao chị? 10.500.000 nha. Có 10.500.000 thôi. Dạ. Có chiếc tay côn chạy rồi á. Mà xe hãng luôn, hãng Suzuki luôn. Mà mình ship về miền Tây lân cận thì mình có thể là miễn phí ship được chị ha. Dạ đúng rồi. Dạ, còn anh chị nào mà chịu khó lên cửa hàng mình xem nữa xe cho nó ưng mắt mình. Rồi mà mình còn được hỗ trợ tiền xăng tiền cổ đi lại nữa nên chị yên tâm. Kế bên là một con quay Black biển số Sóc Trăng luôn. Con quay Black này thì là nói chung cái chất xe là cực kỳ đẹp luôn nha. Dạ. Này đời 2016 hay 2015 gì á. Bánh mâm á. Dạ. Này thì bên cửa hàng để giá 12.500.000 nha. Nhưng mà phải nói con xe này là dạ. Chất xe cực kỳ đẹp luôn, nó liền lặn. Rồi, con này bao nhiêu chứ chị? 12.500.000. Dạ, con này 12.500.000. Bánh mâm thắng đĩa anh chị nha. Biển số 8372 81344 anh chị. Máy móc chắc mình cũng riêng luôn chị ha. Bao riêng anh ơi. Dạ rồi. Thì với những cái dòng như quay Alpha, với lại những cái dòng quay Black, quay Retix của Honda các bạn, thì máy nó cực kỳ là bền, tiết kiệm xăng lắm nên là mình không cần bàn cãi. Những cái dòng này phải dùng tính sát là từ để anh em mình mua về cài bừa luôn đó. Đó, rất là bền, tiết kiệm xăng. Rồi mấy con này mình mua góp chắc bình thường hả chị? Dạ đúng rồi, góp không cần trả trước nhá. Dạ góp không phải trả trước luôn anh chị à. Rồi qua đây đi camera. Con này là biển số 69E1 28413. Con này là biển số của Cà Mau á anh chị. Nhưng bản này là Cam Đầm thôi. Cam Đầm. Con này đời 2017 nhá. 2017. Bên cửa hàng mình thì để cho giá là 11.500.000 thôi. Rồi, 27. Máy móc bao rin nha. Dạ, 27 với cái giá này thì mình thấy nó cũng ổn lắm đúng không? Đó, tại vì đời 27 là đời cao chứ không phải là đời thấp đâu anh chị. Thì xe bên cửa hàng mình bán ra thì mình có bảo hành cho khách bao lâu không chị? Mấy bên cửa hàng thì phải cứ bảo hành từ 3 đến 6 tháng nha. Dạ, đó, xe bên cửa hàng là bảo hành cho khách là từ 3 tháng đến 6 tháng. Thì tùy vào giá trị của xe của mình. Rồi. Như chẳng hạn những cái dòng Sirius này thì bên mình bảo hành là bao lâu? Dạ 3 tháng ạ. Dạ 3 tháng cho những cái dòng Sirius anh chị các bạn ha. Rồi. Dòng côn thì bên cửa hàng sẽ bảo hành cho mình 6 tháng. Dạ rồi. Rồi tiếp theo cũng là một con Sirius luôn anh chị ơi. Con này biển số 68G1 28225, biển số của tỉnh Kiên Giang nha. Bánh trăm thắng đùm luôn. Con này đời 2015 nha. Dạ 2015. Bên cửa hàng để cho mình giá 10.500.000 thôi. Máy móc đầu nồi bao rin nha. Dạ. 10.500.000. Đời 2015 giá là hoàn toàn hợp lý đúng không các bạn, so với cái chất xe thì mọi người có thể thấy con này đang bọc keo cả xe luôn hết đúng ta. Rồi dạ. Con này không biết phía trước lột chưa ta, chứ phía trước phía trước là như là có lột rồi, có lột cái cánh rồi.
phía trước có lọt rồi, nhưng mà hai cái phần phía sau là còn keo luôn các bạn ha, phía sau là còn keo luôn nha. Rồi 10.500.000 đúng không chị? Đúng rồi, 10.500.000. Nếu mình lại cửa hàng là mình sẽ còn bớt lọc rồi dạ, cho khách ha. Dạ đúng rồi, bớt chút lọc cho khách. Dạ. Thì mình có thay nhớt nữa mà phải không? Đúng rồi. Dạ, thay nhớt tặng nón. Tặng nón thay nhớt cho khách nha. Dạ. Rồi tiếp tục cho mình qua con này, con sirius bánh mâm thắng đĩa RC. Con này con này 2016 mà con này là có lên côn rồi nha. Dạ. Con này có lên côn rồi, sử dụng bằng côn dạ. Tay. Đúng rồi. Con này bên cửa hàng máy thì riêng nha. Có lên côn tay thôi. Dạ. Máy móc riêng có ấp nguyên cái nồi cái lốc mà côn tay vô anh em nha. Chạy côn tay giống như là ẹt hay winner vậy đó. Đã lắm, mấy cái dòng mà mình chế côn tay là chạy nó bốc đã lắm anh em. Nếu là mình không chuộng con này nữa, đã lắm. Có côn tay chạy phê lắm. Tần số thì chặt có sao rồi, đi tần số móc luôn. Bạn này cũng ok nè, số thì nó nhẹ lắm. Khi mà lên côn tay số nó nhẹ hơn bình thường nha anh em. Rồi, con này bên mình để giá sao chị? Con này bên cửa hàng để cho 9.8 triệu thôi. 9.800.000 đời 2016 lên côn tay chạy như ạt chiếc winner nó sao lại con này vậy đó. Tại vì con này phân khối 110 nó yếu hơn thôi, chắc là quy trình chạy y vậy các bạn nha. Rồi đó. Rồi quay lại các bạn số đi đó. Quy trình chạy thì nó là 4 số tiếng giống như cũ nha, mà là 4 côn vô số như vậy thôi chứ không phải là số móc giống như ạt chiếc winner. Rồi quay lại tất cả các bạn số cho mọi người theo dõi ha. Rồi giờ nãy giờ mình qua những cái dòng xa số, giờ mình vô những cái dòng côn tay đây. Đầu tiên là một con này được sơn 3D nha các bạn. Một con center được sơn 3D từ nguyên cái dàn áo đến cả cái bánh mâm luôn đều là sơn 3D cả. Này là con Ed Bakin 2019. Bakin 2019. Bản số là Kiên Giang 68E1 39038. 2019 đời cao rồi nên anh em mình chắc cũng không có gì phải bàn cãi nhiều. Dạ đúng rồi, máy móc thì bao zin hoàn toàn đó nha. Dạ. Con này bên cửa hàng để giá 33 triệu đồng á. Dạ rồi, con này thì là 33 triệu ha. Chi tiết xe chắc mình khẳng định anh chị luôn, mình xem chắc cũng không có gì mà bàn cãi đâu. Mà kia xe nhập khẩu Indo. Hàng nhập khẩu đó các bạn. Dòng này mình bảo hành cho khách 6 tháng gì ha. Dạ đúng rồi. Dạ, mua góp này có cần phải trả trước không? Dạ con này không cần phải trả trước nha. Dạ không cần phải trả luôn anh chị à, không cần luôn. Rồi, kế bên mình qua một con đối thủ của xe tơ đó là Winner ha. Winner là Winner X các bạn, kiếm còn đủ cặp luôn. Con này là thắng ABS luôn á. Con này biển 61 tháng 1 dầu tiếng Bình Dương 56680. Bản này là có ABS ha, nổ máy cái cho anh em nghe nè. Con này chạy đúng 12.000 cây không có lỗi cây nào luôn nha. Máy móc thì tuyệt vời rồi, không một tiếng động lạ. Có sao thì chia sẻ với mọi người như vậy. Phiên bản HRC, mua xe mới có thể những cái hệ xe mới nó đôn lên 1-2 triệu so với những cái bản thường đó các bạn. Con này con thì này đời 2020 luôn nha. Dạ, 2020. Để giá cho mình 29 triệu đồng thôi. Có 29 triệu cho một cái chiếc Winner X HRC các bạn nha. Đó, có 29 triệu rồi. Phiên bản ABS nữa. Dạ. Chưa kể tiền giá này là mình đã bao gồm ship tặng quà cáp cho các bạn, còn nếu không lại cửa hàng còn bớt cho mình tí xíu nhỏ nữa. Đúng rồi. Đó, thì giá này rất là ổn và bảo hành là 6 tháng. Dạ, các bạn mà muốn rút gốc này ra tên thì bên cửa hàng đều hỗ trợ nha. Có thể điều hỗ trợ mình làm, còn chi phí thì các bạn cứ gọi về cho các cho cửa hàng theo số mình đang để trên màn hình anh chị ha. Rồi tiếp theo cũng là một con Winner X luôn, nhưng mà con này là màu đen nhám, cũng là ABS luôn. ABS luôn. Biển 95. Xe này cũng 2020 luôn nha. Dạ, 8101. Con này thì nó đẹp hơn chút xíu. Dạ. Và nói chung nó chạy ô đô là nó ít hơn. Bên cửa hàng để cho mình giá 29.500.000 nha, phiên bản đen nhám thì nó lại mắc hơn. Dạ. Con này là 29.500.000. Đó, cũng là đời 2020, bạn có ABS luôn. Giá đúng là tốt đúng không các bạn? Thường là những cái dòng này mình đi quay thấy cũng 30 ngoài xíu đó. Này giá 295. Rất là ổn luôn. Ra tên rút gốc được. Trả góp mình cũng không trả trước được dạ, chứ. Hoặc là có những khách chẳng hạn như có 27 28 triệu đi thì mình có thể hỗ trợ khách thiếu được không chị? Dạ được, tại cửa hàng cho thiếu từ 1 triệu đến 3 triệu đồng nha. Dạ, cho thiếu tối đa là từ 1 tối đa là 3 triệu ha anh chị ha. Đúng rồi. Thì có nhu cầu kẹt kẹt thì liên hệ cửa hàng. Rồi, bên đây con Vision. Con này thì biển số một tỉnh miền Tây luôn, 67K1 48728. Con này là sao chị? Con này đời 2015 nha. 2015. Máy móc đầu nồi bao zin luôn á. Dạ. Yeah. Con này bên cửa hàng để giá cho mình là 18.500.000 nha. Có cái cạn nó đang đi sơn cạn á, cạn yeah. Nó hơi róc sơn một xíu rồi, bên cửa hàng đang đi sơn nha. Đời 2015, giá là 18.500.000 anh chị ha. Rồi 18.500.000.
Đó là giá này mình cũng bao ship được rồi đúng không dạ, chị? Đúng rồi. Bao ship. Đó. Miễn phí vận chuyển cho mình luôn. Máy móc mình chắc cũng riêng chị ha. Bao riêng ha. Những cái dòng xe tay ga này thì chắc là anh chị các bạn mình không có gì mà phải bàn về con này cả nha. Rồi. Bên đây còn là con Vision màu trắng, con này thì biển Kiên Giang 68X1 12540. Đúng là sạch sẽ luôn các bạn à. Rồi, con đời mấy chị? Con này cũng là đời 2015 luôn nha. 2015 luôn, cũng có cặp kiến luôn. Đúng rồi, máy móc đầu nồi cũng bao zin luôn á. Dạ. Thì bên cửa hàng để giá cho mình là 18 triệu đồng nha. 18 triệu anh chị nha. 18 triệu giá hoàn toàn hợp lý luôn. Rồi như cái đời này mình quay cũng mới 19 năm đến 20 rồi. Giá này là hoàn toàn hợp lý, trong khi là bao ship cho mình nữa. Rồi cái bên nào con AB này chắc có FI rồi hả chị? AB này FI rồi, cuối 2010 FI rồi. Cuối 2010 FI rồi, biển Hậu Giang nha, 41070. Con này sao đây chị? Con này thì máy móc đồ nồi cũng bao rin ha. À. Sơn rin luôn. Rồi. Xe chính chủ á. Bên cửa hàng để giá cho mình là 18 triệu đồng á. 18 triệu xe chính chủ luôn. Thì nếu mà nói về chính chủ thì mình có thể là nhờ bên cửa hàng ký giấy ủy quyền lại cho mình được đúng không? Dạ vậy mà em xe chính chủ. Dạ dạ. Rồi ok ha. Rồi tiếp theo qua con Vision. Con này biển số 69K1 25682. Con màu đỏ này là đời nào đây chị? Con đó 2018 nhé. 2018. Con này thì mình thấy có vô một cái khóa chống trộm nè anh chị ha. Đây một cái khóa chống trộm nè. Nó phải mở lên nè. Nó hết bình hay không sử dụng. Hết bình. Ừ mà cái chống trộm này yếu lắm. Không hết bình lắm. 2018. Biển số là của Cà Mau. Bây giờ mình để con này giá bao nhiêu? Con đó để giá 22 triệu đồng nha. Dạ 22 triệu đồng anh chị nha. Đó giờ mình sẽ quay lại các bảng số cho anh chị mình theo dõi nha. Thì em sẽ quay lại tất cả các bảng số cho anh chị mình theo dõi. Ưng con nào thì chụp màn hình gửi về cho cửa hàng. Cửa hàng sẽ quay phim kỹ hơn cho mình anh chị ha. Đây. Tất cả những cái bảng số của cửa hàng đây. Đó, những cái xe này giờ mình quay nè. Ok nha, giờ mình xuống phía sau. Vô trong cái hàng bên trong. Con này là S50 màu đỏ đen nha anh chị ha. À, con này thì có vô cái mỏ cài phía dưới nè anh chị ơi. Có vô thêm cái mỏ cài cho mình nè ha. Xe nó ngon hơn. Con này đời nào đây chị? Con này đời 2016 á. Dạ đời 2016. Con này nói chung là cực kỳ đẹp luôn á. Dạ 2016. Dàn chân từ đế não còn là vừa mới bóc keo xong á, chùm keo mới bóc keo xong á. Dạ. Xe này bên cửa hàng để cho mình giá 24.800.000 nha. 24.800 đời 2016, biển số 61K1 05376 anh chị nha. Chi tiết thì nhờ camera quay cho anh chị mình theo dõi ha. Đây nổ máy con này cho mọi người nghe nè. Rất là im luôn. Ngoài chỗ là không có giọng luôn. Kêu cò nhẹ ha. Giá 248 đúng không chị? Dạ đúng rồi. Dạ 24.800. Đó, không trả trước vẫn được anh chị nha. Rồi. Mình qua cái bên là con này với cái màu này chắc em đó là 28 ha. Con này 27. À 27 thôi hả? Rồi. Rồi. Cuối 27 sắp đầu 28 rồi đó. Yeah, thì thường là cái mẫu này của 28 đây chắc là cuối 27 là có nè. Đúng rồi. Con này biển Đồng Tháp anh chị 66K1 28841 nha. Rồi, con này thì sao đây chị? Xe con này cũng máy móc đồ nồi bao zin nha. Rồi. Chứ mà xe không có một vết trầy luôn á. Máy móc đồ nồi là cho bao đi cho mình luôn. Xe cực kỳ đẹp và liền lành luôn á. Xe này có bộ tem phía trước nó mất tiêu rồi. Bộ tem phía trước có khách tháo ra rồi hay sao? Yeah. Mất bộ tem trước nhá. Dạ. Thì là bên cửa hàng để cho mình giá là 25.500.000. Rồi, con này là 25.500.000 anh chị nha. 25.500. Rồi, ok. Tiếp theo qua con đen nhám. Con này được bọc keo trùm cả xe luôn. Đó, con này thì bản số của Trà Vinh anh chị 84B1 59775 được bọc keo trùm nguyên xe luôn. Này đời 2018 á dạ. Mọi người. Đó. Máy móc đồ nồi bao zin luôn. Dạ. Xe cực kỳ đẹp luôn, nó đang còn chùm mấy đó. 28. Dạ, giá mình để sao đây? Con này bên cửa hàng để cho mình 26.800.000 đồng nữa. 26.800. Cái này khi mà các bạn mua về các bạn lợi được hai dàn áo luôn. Khi mà mình chạy dàn áo ngoài và dàn keo trùm này khi mà nó cũ các bạn thì mình lột ra, còn được cái dàn áo bên trong. Cực kỳ kỹ. Dạ. Con này chắc là bên trong theo cái mình thấy thì keo trùm nó đẹp như thế này, chủ rất là kỹ các đúng bạn rồi, à. Là bên trong kỹ. Mình lọc ra bảo đảm là đẹp luôn. Rồi, cũng trả góp không trả trước được chị ha. Không trả trước dạ, được còn nha. Với cái giá chị báo là 24 mấy, 28 26.800 ngàn. 26.800 là bao gồm mà chi phí ship cho mình luôn rồi. Đó, thoải mái anh chị, lại cửa hàng còn bớt cho mình ha. Kế bên là một con 150 biển Sóc Trăng luôn, 83B2 98233. Con này là màu xanh GB nha chị. Đúng
đúng rồi. Đó, thanh này là 2017. Dạ 2017. Có vô một cái bô đi eo rồi nha, mà dạ, khách nào mà muốn bô jean thì có luôn nha. Con này có vô cái bô rất leo nha. Rồi ok anh chị ha, có vô một cái bô rất leo. Bô rất leo này nghe tiếng nó phê hơi là bô jean rất là nhiều luôn các bạn. Bô rất leo, biển số 83 Sóc Trăng nha. Rồi bên cửa hàng để cho mình giá 24.500.000 nha. Rồi con này là 24.500.000. Anh chị cô chú nào ưng thì hãy gọi bay cho cửa hàng anh chị nha. Dàn áo là mình thấy rất là liền lạc luôn. Góp thì không trả trước, hoặc là giá này thì lên cửa hàng còn bớt và còn giảm cho mình. Bên cửa hàng mình thì có trao đổi xe không chị? Dạ có, đúng rồi. Dạ. Có trao đổi xe nha. Dạ. Nhưng anh chị em nào mà có xe cũ mà mang tới tiệm không đi nữa, hoặc là muốn trao đổi làm một chiếc xe bên cửa hàng thì bên cửa hàng sẽ trao đổi và bù trừ cho nhau nha. Dạ, vẫn có hỗ trợ trao đổi nha anh chị ơi. Rồi tiếp theo qua con đây là 150 luôn. À, tem Movita. À, biển Kiên Giang 68T1407-74. Rồi con này sao đây chị? Con này là một con Ed Marking 2018 luôn nha. Ed Marking luôn. Rồi dạ, con này bên cửa hàng để cho mình giá là 27.500.000 nha. Anh chị lưu ý là con này là Ed Marking nha, khoảng xe tơ nha, xe nhập nguyên xe xe luôn nhập đó. Indo á. 27.800. Mình bảo hành cho khách mấy xe này chắc là 6 tháng 6 luôn. 6 tháng đúng rồi. Dạ 6 tháng anh chị. Xe con này bảo hành 6 tháng. Rồi ok nha, 6 tháng. Máy móc ngoài riêng. Bên đây là con Moto Netby FZ nha. Con này biển 63 Tiền Giang 14-34829 FZ-50. Con này mình thấy là đời mấy đi chị? Con này đời 2015 á. Dạ 2015. Máy móc đầu nồi bao di nó chạy mới có mười mấy ngàn cây à. Ok, mở ô đô cho mình coi luôn nè. Ô đô chạy được có 17.593 cây thôi các bạn ha. Rồi, kiếm bọn con luôn nè. Giá mình để cho con FZ 25 này là bao nhiêu? Con này bên cửa hàng để cho mình 32.500.000 nha. 32.500.000 cho con FZ 25 các bạn anh chị ha. Rồi, chắc là cũng sẽ quay lại cái hàng mã số cho anh chị mình theo dõi cái hàng mã số, rồi mình sẽ tiếp tục ra cái hàng phía sau ha. Đây mình em sẽ quay lại cái hàng mã số cho anh chị theo dõi nè. Đây, mã số của con FZ nè ha. 63 Tiền Giang. Đây mà Kin Movita biển 68, Exeter này biển 83. Exeter trăm trầm nguyên xe 2018 này thì nó cũng là biển Trà Vinh 84. Bên đây là cuối 2017 thì biển số Đồng Tháp nè. Đó. Anh chị cô chú nào ưng con nào thì chụp màn hình gửi về cho cửa hàng để cửa hàng báo giá chi tiết, quay phim kỹ cho mình. Bên đây là 64K1 là của Bầu Bàng ha. Bầu Bàng Bình Dương. Rồi, mình giờ mình xuống bên dưới nha. Đây xuống cái hàng này, con này được sơn màu 3D các bạn, màu đỏ, sơn 3D. Con này đăng ký đời mấy đây chị? Con đăng ký đời 2018 nha. Dạ, đăng ký đời 2018. Máy móc đầu nồi là bao zin luôn. Dạ. Đăng ký 2018, máy móc đầu nồi là zin nha anh chị ha. Nó camera mình quay cho chị theo dõi rồi đó. Biển số này ở đâu đây chị? Con này biển số 84 ở 84 Trà Vinh nha. Trà Vinh. 84 Trà Vinh F1 21611 nha các bạn ha. Này đó, bên cửa hàng để cho mình giá 26.800.000 đồng nha. Rồi 26.800. Bây giờ nếu mà qua cửa hàng mình mà bớt sát giá cho các bạn luôn là con này mình bớt được bao nhiêu? Này 26 năm á, tại vì mình dạ, có thay nhớt với tặng nó tặng quà nha. Nếu mà sát giá lắm thì cũng là 26 năm rồi vậy ha. Tại vì có tặng nhớt nè, rồi nón bảo hiểm cho mình nữa. Rồi qua đây con Winner. Này máy móc mình cũng rin luôn hả chị? Bao rin luôn nè. Rồi con này biển An Giang 67D1-58550. Máy móc chị cũng là bao riêng cho mình con này luôn. Con này là 2016 nha. Dạ 2016. Xe cực kỳ đẹp luôn, xe đang chạy ô đô ít ngàn cây nha. Dạ 2016, nổ máy cái cho anh em nghe chơi nha. Đó, đời 2016 anh chị. Con này bên cửa hàng để cho mình giá 23 triệu nha. Dạ con này là giá là 23 triệu đồng anh chị nha, 23 triệu. Đó, anh chị nào ưng thì cứ gọi về cho cửa hàng giúp em ha. 28 đúng không chị? 26. À 26, em nhầm nha. Rồi, ra tên cái giấy được hết nha ha. Rồi bên đây, con màu trắng. Con này thì được cái là có vô sơn cái cặp bánh mâm anh chị. Bánh mâm riêng nhưng mà sơn. Vô bao tay Spider, bản số là Kiên Giang 68G1-46919. Rồi, hiện trạng con này sao con này chị? Cũng máy móc đồ nồi bao riêng nha. Rồi. Bên cửa hàng này giá cho mình là 22.500. Con 22 này là 27. Dạ, 22.500. Rồi 2017 anh chị ha, 22.500. Đó, anh chị ưng thì gọi về cho cửa hàng.
Rồi bên đây, kế bên là con F-150 cũng là có vô cái cặp kính luôn, cái cặp kính còn riêng coi còn nguyên luôn chị ha. Này là màu trắng đỏ. Con này biển Đồng Tháp 66F1-53-56. Con này thì đời mấy chị? Con này đời 26. 26. Máy móc đầu nồi bao riêng xe là trùng keo vừa mới bóc keo nha, nên không có vấn đề dàn áo đang liền lạc. Dạ. Giá mình để cho khách là bao nhiêu? Là 24.800.000 nha. 24.800 ha. Rồi. Đó, có kẹt thì mình thiếu lại cửa hàng 1 vài triệu thì cửa hàng vẫn hỗ trợ cho mình luôn. Đó, còn nếu mà các bạn có nhu cầu data này chắc là bây giờ chắc em nghĩ là chỉ mình ký giấy mua bán đi, cho Tết rồi mình ký lại cửa hàng chị ha. Dạ đúng rồi, mà ai cũng muốn data giờ cũng được nhưng mà sợ không kịp cái bản số cho mình chạy Tết thôi chứ. Dạ. Chứ giờ mà mình ra thì lại bản số không kịp thì khi mà Tết mình không có biển số mà xe không bản số thì mình không đi đâu được á anh chị. Dạ đúng rồi. Rồi mình cứ cầm cờ bạc mình đi bình thường nha, yên tâm nha, không có việc gì cả. Rồi qua đây là con F-150 luôn. Con này là màu trắng đen, trắng đỏ đen. Con này biển Tiền Giang 63B1-62713. Con rồi. Này đời 27. Máy móc đồ nồi bao zin luôn ha. Dạ. Con này bên cửa hàng này cho mình giá là cũng 24.800.000 đồng nha. 24.800. Đời 2017, biển số Tiền Giang anh chị ha. Cũng có cặp chống đổ đây nè. Đó các bạn, mình có dán mấy chống đổ này nè. Rồi biển 63 Tiền Giang anh chị nha. Xe thì liền lạc rồi, anh em có thể thấy được trên màn hình. Mình bảo hành cho khách cũng là 6 tháng chị dạ, ha. Dạ đúng rồi. Dạ giá này cũng là bao ship về tận nhà cho mình, cho khách luôn. À, chị các bạn yên tâm nha. Rồi tiếp theo qua đây là con Exciter 150 màu đen nhám, biển số Long An 62F1-19259. Này đời mấy đây chị? Con này đời 2018 luôn nha. Rồi 2018 luôn. Máy móc đầu nồi bao zin luôn nha. Ok luôn. Cái này bên cửa hàng này cho mình là giá 26.500.000 rồi, nha. Rồi 26.500 luôn anh chị. Đó, 26.500 cho con này luôn. Biển Long An 62 nha. Rồi bên đây con này là đây có khách cọc rồi nha. Khách cọc rồi hả chị? Rồi nếu mà cọc rồi thì mình cho qua con này các bạn ha. Đây mình sẽ quay lại cái hàng mã số cho mọi người theo dõi luôn nha. Đó, quay kệ đơn hàng mã số, anh chị đều ưng con xe nào thì gọi và nhắn tin về cho cửa hàng để cửa hàng chụp hình review chi tiết kỹ hơn. Đây tất cả những bản số đây anh chị. Đó ok ha. Rồi giờ xuống dưới tới một con hạt này mình nhìn vào rất là giống nhà Thái luôn các bạn. Mà thật chất nó là ẹt xuống áo không chị? Dạ đúng rồi, con này xuống áo. Ẹt xuống áo ha, đi đầu đàn nhỏ, đầu đàn nhỏ nè. Đầu đàn nhỏ, tem sữa bắc luôn. Rất là giống mày Thái. Bánh châm ha, xuống là bánh châm rồi. Nhìn ngu đi không? Ẹt này đời mấy mình xuống áo con này? Con này ẹt này đời 2011 á. Ẹt 2011, ẹt đời cao quá anh chị. Ẹt 2011, 2014 á. Mẫu đó mình xuống áo ẹt nhỏ ha, đi tem sữa bắc rất là đẹp luôn. Con này trả là cực kỳ đẹp luôn. Nổ máy cho anh em nghe con này một cái luôn nè. Bản số này ở đâu quá chị? Bản số ở 70 nha, 70F1 Tây Ninh. Gò Dầu Tây Ninh. Đây để mình ra phía sau ha. 70F1 Gò Dầu Tây Ninh, xe liền lạc. Máy móc này mình có làm gì chưa chị? Dạ chưa, máy móc này là bao zin nha. Ừ. Rồi đầu nồi mình chưa làm gì luôn hả? Dạ chưa làm luôn. Rồi. Máy móc chỉ có xuống dàn áo thôi nha. Rồi, có xuống dàn áo. Rồi ok ha. 70F1-09691. Giờ giá con này mình để bao nhiêu đây? Con này để cho 21.500.000 nha. 21.500 anh chị ha. Có số dàn áo cho mình sẵn luôn rồi, 21.500. Rồi kế bên mình qua con Sonic. Con này biển 61B2-06254, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, giấy phố luôn. Con này đời 2019 nha. Dạ 2019. Chìa khóa còn đủ cặp luôn, đời 2019. 5.132 cây, đời 2019 anh chị ơi. Rồi ok ha. Okay. Giá mình để bao nhiêu chị? Con này bên cửa hàng để cho mình giá 39.500.000 nha. 39.500 đời 2019, biển số giấy phố luôn. Thì đối với những cái biển số mà giấy phố như thế này, các bạn mua xe về á, ra tên rút gốc xong ra tên mà mình có nhập lại thành phố đi chăng nữa thì giá nó cũng cực kỳ là rẻ, chỉ có 1% thôi. Thì gốc của nó đã là giấy phố rồi. Kế bên là con này 135 đời cao luôn. Con này đời mấy đây chị? Con này đời 24. Con này đời 24, biển số 68 Kiên Giang 01009, đời 2014. Con này có rớt đầu rồi nha. Ừ, có rớt đầu rồi ha. Đó, nãy giờ mới thấy được con này. Con lên một cái đồng hồ điện tử nữa. Dạ. Đây cái đồng hồ điện tử nữa camera. À. Đó vô cái đồng hồ kiểu ha. Bồ có móc nha. Đầu có rớt. Rồi ốc tán này gỡ ra xi hết rồi nè ha. Ốc tán được xi mới là thế nào? Máy thì nghe ok đó. À, mình để coi giá bao nhiêu chị? Con
Cái này bên cửa hàng này cho mình giá 16 triệu 500 nha. 16 triệu 500, bánh mâm sơn màu vàng chanh. 16 năm. Rồi, 668 Kiên Giang. Kế bên cũng là 68 Kiên Giang luôn. Con này 68 C1. Con này đời 2012 nha, máy móc đồ nồi bao zin nha. Máy móc đồ nồi zin luôn. Đây đây, nổ máy cho. Nổ cho anh chị mình nghe, chỉ có 135 là như thế nào. Bấm cái lên nha. Con này tiếng máy ok quá chắc rồi. Bô bọng cổ bọng còn nguyên. Rồi. Đầu nồi máy móc mình ngồi còn nguyên hết đúng không chị? Hả? Đầu nồi máy móc mình còn nguyên đúng hết rồi. Hả? Đúng rồi. Con này giá cho mình là bao nhiêu? Con này để cho mình 18 triệu 500 ngàn nha. Rồi, con này 18 triệu 500 anh chị nha. Biển Kiên Giang 68. Những cái bản số Kiên Giang như thế này mình rút gốc ở tầm bao nhiêu tiền chị? Tầm 1 triệu đến 1 triệu 2 nha. Rồi, triệu tới 1 triệu 2. Rồi, kế bên cũng là một con biển Kiên Giang S35 luôn. À, 68 C1 luôn các bạn, con này là con này cũng đời 2012 luôn nha. 08218 đời 2012 luôn. Máy móc đầu nồi là cũng bao zin luôn nha. Dạ. Yeah. Đó mấy con này à. Con này máy móc rồi zin. Con này có mở combo rồi ha. Rồi giá cho mình là bao nhiêu chị? Con này để cho mình là 17 triệu 800 ngàn đồng. Rồi nha. Con này 17 triệu 800 nha chị ha. 17 triệu 800. Biển số 68 Kiên Giang luôn. Máy móc mình cũng riêng luôn chị ha. Dạ đúng rồi. Rồi. Cái bên cũng là con 135 luôn chị. Con này biển 84 Trà Vinh G1 58030. Rồi con này thì đăng ký đời mấy đây? Con này là đời 2014 là dạ, máy móc đầu nồi bao zin nha. Dạ. Con này nói chung là cọp nó đẹp lắm. Dạ. Dàn chân dàn đồ là rất sáng nha. Dạ. Máy móc sơn này, nước sơn này. 2014. Cực kỳ xinh đẹp. Máy móc đầu nồi riêng. Và giá mình để coi này bao nhiêu đây? Con này bên cửa hàng để cho mình giá 22 triệu 500 nha. 22 triệu 5. Rồi 22 năm anh chị nha, 135. Máy móc đầu nồi cũng nguyên riêng luôn. Mấy con này mình bảo hành cho các bạn anh chị là bao lâu? 6 tháng nha. 6 tháng anh chị ha. Rồi giá là 20... 2 triệu 500 ngàn. 22 triệu 500 bảo hành 6 tháng. Biển số 84 Trà Vinh G1 58030. Rồi, dùm qua con quay xe, Alpha. Xe này bỏ qua nha, xe này. À, khách mua hay sao chị? Đúng rồi. Dạ, khách mua rồi ha. Để quay lại cái hàng bản số cho mọi người theo dõi hết những cái bản số của Exeter 135 nè. Đây. Đây anh chị, biển 84 Trà Vinh ha. Bên đây là 3 2 xe biển 68. 3 xe 68 luôn. Đó. Đây là thành phố thứ 1 tỉnh Bình Dương nha. Đây là một con Exeter xuống áo nè anh chị. Đó. Quá đẹp luôn. Còn đây là nguyên cái hàng 150. Đây chị em mình lên trên ha. Đó, sẽ quay hết rồi cho mọi người mình tham khảo về những cái dòng xe bên cái hàng xe máy Hậu Hưng. Thì anh chị các bạn mà trong quá trình quay phim á, mà nếu mà có thắc mắc á, thì các bạn cứ gọi về cho cửa hàng theo cái số mà chị em mình đang để ở trên màn hình đó, thì sẽ được gặp người của cửa hàng. Chị sẽ chụp hình quay phim chi tiết kỹ hơn cho mình xem. Đó, thì không biết là giá cả hôm nay thì bên cái hàng xe máy Hậu Hưng á, chị em mình đã cập nhật hết cho mọi người rồi. Thì trước khi tạm dừng cái video hôm nay á, thì chị có chia sẻ gì với các bạn nữa không? Để chị em mình tạm dừng video. Thì cũng cảm ơn tất cả các quý khách hàng nha. Đã trong thời gian vừa qua đã ủng hộ cửa hàng rất nhiều ạ. Thì nhân dịp gần Tết rồi thì mọi người sẽ tới ủng hộ cửa hàng, thì có rất nhiều phần quà hấp dẫn để dành cho quý khách hàng nha. Địa chỉ mình ở đây là bao nhiêu chị? Địa chỉ của mình là nằm trên đường quốc lộ 13 thuộc khu phố 6, phường Thái Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Từ cổng Mỹ Phước 1 chạy về hướng Bình Dương tầm 500m là cửa hàng nằm bên tay phải nhé. Nằm giữa khu 1, cổng khu 1 và cổng khu 2 á. Đó thì mọi người có thắc mắc cứ gọi về cho cửa hàng ha. Không biết chị còn chia sẻ gì nữa không? Thì mọi người có cái vấn đề xe gì là muốn xe nào thì cứ chụp con biển số xe đó là kết bạn Zalo qua cái số điện thoại của em nhé. Rồi là em nhắn tin rồi là em tư vấn cho khách nhé. Dạ, ok chị. Rồi chắc là video hôm nay chị em mình xin phép tạm dừng tại đây chị ha. Đó thì em với lại chị chủ cửa hàng xe máy Hậu Hưng cũng xin cảm ơn đến tất cả bạn cô chú và rất nhiều. Rồi giờ hai chị em mình xin chào. Hẹn gặp lại tất cả các bạn cô chú anh chị video vào lần sau nha. Chào tất cả anh chị các bạn.